Cảnh báo, xe mẹ đi. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Mình là Trương Pichit ở đây đi nghe. Thì giải đấu đội của trong trò chơi này, trong Crash Bandicoot này, sẽ kết thúc sau 5 ngày 16 giờ. Đừng qua. Lần này nhất định mình sẽ đây. Hy vọng mình mong là tập 7, tập này sẽ như tập 6. Mình hy vọng sẽ được đứng đầu. Bà sẽ được xếp thứ nhất. Sẽ được xếp thứ nhất như hôm trước. Đi về chờ bố ai. Chờ bố bay. Khốn nạn vãi. Chết rồi à? Hay là chưa? Mình chết rồi hay là chưa? Mà đang quán su. Ủa, choáng rồi. Vâng, như vậy là mất chiếc mặt nạ quán su xong. Điệt mà. Hồi trước còn tiến bộ thì phải hồi trước rồi. Hôm trước còn tiến bộ hơn nhiều. Bây giờ thịt bè hồi trước còn tiến bộ hơn. Chán quá chả vừa nói. Có lẽ mình đã sẵn sàng để đánh đối với tên trùm này rồi. Sẵn sàng. Cuối cùng cũng có vũ khí đây. Chuẩn bị vũ khí để. Let's go. Chuẩn bị vũ khí thôi. Sớm muộn cũng phải chui cống. Vãi cả chui. Sớm muộn cũng phải chui cống. Ok, bây giờ thì mình sẽ đợi lâu vãi linh hồn. Về lâu vãi linh hồn luôn đi mà. Thôi. Subscribe. Mất đi anh. Mãi mờ mới. Mãi là mới vậy. Thank you.
Oh shit. Có xem quảng cáo để đi bè cái tổ chức không có kế hoạch bè... cụ thể. Học online nhưng bạn lắm, không nghe được thầy cô giảng. Bạn đang mất gốc nhưng không biết bắt đầu lại từ đâu. Đừng lo, bạn có áp học mãi giúp con vượt qua nỗi lo này. Chỉ cần học 45 phút mỗi ngày, điểm số sẽ cải thiện ngay. Áp học mãi có hệ thống. Vâng, như vậy cuối cùng đã được hồi sinh. Hồi sinh mọi người, cuối cùng đã được hồi sinh mọi người thấy nhá. Lại được thêm một chiếc lạc của Aku nữa này. Đồ khốn, cái đồ khốn này. C chữ C điểm lưu checkpoint chữ C này là checkpoint mà. Checkpoint. Ôi 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 ôi. Lại phải cảnh cáo. Bạn sắp phải thi học kỳ. Bạn bị sóng điện đây này. Và được cái chiếc bạn này. Một chiếc bàn đạp của Aku nữa. Tắt chị ơi. Không biết mấy con này là con gì luôn. Giải qua rồi phải lên một chiếc bàn. Checkpoint. Trợ lý phòng thí nghiệm điện à. Đéo hiểu cái gì. Vâng như vậy là. Vâng như vậy. Xong mặt luôn này rồi. Vâng, như vậy đã xong thằng mặt luôn này. Kiểu robot băng giá. Cứ gai gai có cháy hay sao mà cứ gai gai cái con thằng khác có cháy rồi con khác này còn cháy hay sao mà cứ gai gai. Nói à, có lẽ mình sẽ đến map chạy thu tập rồi. Let's go. Oh shit. Xem quảng cáo. Thôi không tiêu hết. Thôi không tiêu kim cương đâu. Ăn ngon mà đẹp.
đây là quảng cáo. Em free ship đến từ 0 đồng nha. Shopee Food 4x4 tiện lợi. Lên đây để xem quảng cáo thôi chứ không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác đấy. Đã cấp phần thưởng xong. Xong, như vậy đã cấp phần thưởng nhé. Let's go. Lại đang có được cho hẳn cho mình chứ mà lại là khu nữa. Đây là mình vẫn còn một chiếc màn ảnh của Aku. Oh shit. Chết mẹ. Lại tới đi. Chán. Chán chả muốn nói đi mẹ. Đến đây cay. Có lẽ là chúng ta sẽ phải quay, có lẽ là đành phải, bây giờ đành phải quay cái mát thành phố lãng quên thôi chứ không có lựa chọn khác. Con rùa này phải lại đây. Ô. Xem quảng cáo. Anh chuyển hết tiền lương cho em rồi đó. Vâng, cuối cùng đã được hình. Trời ơi, qua được rồi cơ nhưng mà. No. Vâng, như vậy chúng ta đã mất chiếc màn ảnh của Aku. Giá như cũng hút 3 tuần biệt đi mình. Đây, hút 3 tuần biệt đây. Vâng, như vậy là lại mất mặt nạ của Aku. Oh shit, rơi xuống hố. Rồi. Thôi thì xem kết quả B. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Vâng.
tổng kết ra. Và chứ chưa quên không chỉ đạo vào tiền nào. Thành phố lãng quên quay bây giờ chúng ta sẽ quen mát thành phố lãng quên để lấy quẹt mát thành phố lãng quên. Lốc xoáy này có thể tiêu diệt được meter à? Ghê đấy. Ôi choáng rồi. Bắn ai quá chú. Oh shit. Xem quảng cáo. Vâng, như vậy là phần thưởng đã được cấp. Chắc chắn nó bắt mình chạy lại từ đầu. Có gì đâu. Ủa. Hoặc là Oh shit! Xíu này thì nhặt được một đít mẹ thế với cha cứ bị đít mẹ, cứ bị mất tập trung, tất cả tại ông hiểu hết đi nha. Wow, không được, quả trứng sao rồi, không biết quả trứng sao rồi. Bom rồi, đúng rồi, chỉ đặt bom. Nhưng mà chưa, hiện giờ mình đang chưa có, hiện giờ mình đang chưa có quả trứng. Nhưng mà lại quay lại thành phố lãng quên này, thì gặp nốt cái bão kia. Thank you.
Uống 3 thần rượu. Nitro đi, chạy cái nitro ra. Oh shit, rơi xuống hố. Được mà. Cần tu tập hết mày bỏ ốc rồi địt mẹ. Mẹ sẽ rơi xuống hố, điện mẹ thế mới điên. Tôi là tôi nói chứ. Chưa được. Quay ở mát thì cũng đã quên rồi à. Quay ở mát thì cũng đã quên rồi. Hai. Xong mục tiêu. Lại nữa hả? Đó, như vậy là mất một chút nào làm gì? Oh my god. Thịt mẹ chứ. Cứ bị đè. À làm cái va vào chân. Ngán chân như đá. Cái tảng đá đó thì sẽ chết cái tảng đá này. Lại chơi mát tán tích đền thờ. Tán tích đền thờ.
sang map rồi, có em mình sẽ sang lại tiếp tục sang map tản tích đền thờ. Oh shit. Còn ba rồi. Có ba. Ô quên lại không xem. Địt mẹ chứ. Không có biết từ đó có gì đâu. Chẳng có biết từ đó có gì đâu. Mẹ hồi quên tôi đã phục giật cái mưu pha thần diệu lên rồi. Oh shit. Về căn cứ thôi. Tích đền thờ. Tham mát là tích đền thờ tiếp nào. Yeah.
có đi xin chết vô hai kim cương này. Ô đi mẹ, thịt mẹ hết mẹ kim cương này. Chạy thử thách à? Ô có phần chạy thử thách rồi. Chạy tìm Ngọc đến thành phố Long Xuyên. Còn phần này đi mẹ hết kim cương. Giống như mình đã tiêu hết mẹ cả kim cương trong trò chơi này. Lại try again, cố gắng mình sẽ cố là đi mẹ đâm không biết một cách rồi. Lại để nữa nào. Let's try again. Con rắn chết tiệt này. Con rắn chết tiệt này. Game này lần này Việt hóa. Lần nữa nào. Cậu cuối đây. Mà lý lý mới chạy mà đã trúng cái ninh cơ. Con rắn thịt mẹ con rắn này. Tôi chậm. Chán đời ông chứ.
goodness. Nhất định sẽ không bỏ cuộc. Lỡ tay ném rồi, không bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Viên ruby quý vị ạ, những giây phút căng thẳng đến mức mà mình suýt nữa mình đã phải xuống. Tổng kết số điểm nào? Thôi. Tao này mình xin kết thúc tại đây, tạm biệt.
chào tạm biệt quý vị.